Thưa quý vị, sáng nay đoàn công tác nhóm 6 của Ban chỉ đạo tổng kết Trung ương đã có buổi làm việc với Thành phố Hồ Chí Minh về một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam. Chủ trì hội nghị có các đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Ban chỉ đạo tổng kết Trung ương, Phó trưởng nhóm 6 và đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Ban chỉ đạo tổng kết Trung ương, Phó trưởng nhóm 6, qua 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn hết sức quan trọng. Thành phố luôn tìm tòi, sáng tạo, mạnh dạn thể nghiệm nhiều cơ chế chính sách mới để thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Thì cũng thể hiện qua rất là nhiều các cái đề xuất của thành phố và các cái nghị quyết gọi là đặc thù của Quốc hội trên tinh thần là cái tư tưởng, quan điểm chỉ đạo, nghị quyết của Bộ Chính trị về Thành phố Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh quốc tế, khu vực và tình hình trong nước có những diễn biến, có những biến động, thay đổi nhanh, chóng, khó lường, nhất là đại dịch Covid-19, gây ra nhiều khó khăn, thách thức mới, gay gắt, tác động nặng nề tới phát triển của thành phố và đất nước chúng ta. Trong bối cảnh như vậy, các đồng chí đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn và thách thức, cơ bản thực hiện thắng lợi một số mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đó là vừa tập trung phòng chống, kiểm soát đại dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Với tình cảm chân thành, chia sẻ trách nhiệm giữa hai đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, đồng chí Đinh Tiến Dũng tin rằng trên tinh thần khách quan, nhìn thẳng vào sự thật, trên cơ sở nhận thức rõ những khó khăn, thách thức hiện nay, Ban chấp hành đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có các giải pháp, biện pháp khắc phục, giải quyết tốt, tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động, sáng tạo, có nguồn nhân lực chất lượng cao, là thành phố dịch vụ công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ của cả nước, hội nhập quốc tế sâu rộng, có vị thế nổi trội trong khu vực Đông Nam Á, tăng trưởng bình quân đạt khoảng 8-8,5% một năm, GRDP bình quân đầu người khoảng 14.500 đô la Mỹ. Kinh tế số đóng góp 40% vào GRDP. Tầm nhìn đến năm 2045, Thành phố Hồ Chí Minh phát triển ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới, trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ của châu Á, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu, kinh tế văn hóa phát triển đặc sắc, người dân có chất lượng cuộc sống cao, là hạt nhân của vùng Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ, cực tăng trưởng của cả nước, nơi thu hút các định chế tài chính và tập đoàn kinh tế quốc tế.